Xin chào các bạn đã quay trở lại với Trang Beauty nha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một kiểu vân đàm mới và dễ làm hơn cho các bạn mà những ai chưa biết cách làm á. Các bạn cùng theo dõi mình nha.
Và đây là thành quả của mình nha. Nếu các bạn thích thì hãy like và subscribe kênh Cham Beauty giúp mình nhé. Và hãy cùng theo dõi video để mình ra nhiều video hay hơn. Chúc các bạn thành công.